Gan là một trong những cơ quan lớn nhất và quan trọng nhất của cơ thể. Gan được ví như một nhà máy tổng hợp, chuyển hóa các chất và đào thải chất độc của cơ thể. Khi gan bị bệnh, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị sớm. chúng ta được biết là có rất là nhiều cái chức năng cái thứ nhất là chức năng tổng hợp các chất khi mà các chất vào cơ thể qua đường ăn uống qua gan thì nó sẽ tổng hợp lại những chất cần thiết cho cơ thể thí dụ như tổng hợp albumin tổng hợp chất về đông máu tạo máu hoặc là tổng hợp các hormone nội tiết có chức năng đào thải tức là uh, tất cả những cái chất khi vào cơ thể thì bao giờ cũng qua gan và sau khi chuyển hóa xong thì còn những chất không cần thiết cho cơ thể sẽ được đào thải ra ngoài hoặc là qua đường tiêu hóa hoặc là qua đường mồ hôi hoặc là qua đường thở thì tất cả những cái đấy chúng ta đều biết trong đấy thì cái chức năng đào thải chất độc là rất là quan trọng giả sử như một trường hợp bệnh nhân mà uống rượu quá nhiều nếu mà không qua gan đào thải thì nó tổn thương gan rất nhiều và từ đó có thể là ảnh hưởng đến toàn thân mà nếu mà chúng ta uống quá nhiều rượu thì cái 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 chức năng gan nó không thể nào nào tổng hợp được, không đào thải được thì nó sẽ làm tổn thương các tế bào gan nhiều hơn. Suy giảm chức năng gan được hiểu là giai đoạn gan bị tổn thương, không thể thực hiện đúng và đủ các chức năng vốn có của nó. Do phải hoạt động liên tục và tiếp xúc với các nhân tố có hại nên gan rất dễ bị tổn thương. Theo thời gian, chức năng gan bị suy giảm, không thể thực hiện đầy đủ và chính xác nhiệm vụ của mình sẽ dẫn đến các triệu chứng như ngứa ngáy, mẩn đỏ, vàng da. Thì có rất là nhiều các cái tác nhân mà có thể gây tổn thương gan. Cái thứ nhất là do các cái virus viêm gan. Việt Nam chúng ta là thuộc cái vùng có tỷ lệ lưu hành virus gan B, C nó rất cao, đặc biệt là viêm gan B. Nếu mà chúng ta không điều trị thì có thể dẫn đến sơ gan và ung thư tế bào gan, hoặc là viêm gan C, viêm gan A hoặc E A hoặc E thì nó không gây ra mãn tính hoặc rất ít gây mạn tính. Còn cái cái tổn thương gan mà chúng ta cũng rất hay gặp là viêm gan do nhiễm độc, có thể là nhiễm độc những hóa chất hoặc là nhiễm độc những cái, cái thuốc đông y hoặc là thậm chí những thuốc tây cũng có thể gây nhiễm độc nếu chúng ta không dùng đúng. Cái Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân nhiễm trùng. Bệnh nhân có thể là nhiễm trùng huyết cũng gây tổn thương thế gan, nấm cũng gây, gây tổn thương thế gan hoặc là các cái bệnh do virus như là trường hợp bệnh nhân bị nhiễm sars thì cũng có thể gây ra cái tổn thương gan. Các cái tổn thương gan cũng có thể do những cái nguyên nhân ký sinh trùng như là sán lá gan hoặc bị run sán và một cái nguyên nhân mà chúng ta ít gặp, ít nói đến nhưng mà cũng rất hay gặp là viêm gan tự miễn tức là bình thường thì các cái kháng thể trong cơ thể con người nó có thể tương tác với cơ thể và nó không gây tổn thương gan tuy nhiên một cái lý do so nào đấy hoặc là do cơ địa của người đó thì xuất hiện những cái kháng thể và nó đánh nhau với tế bào gan và chúng ta gọi là viêm gan tự miễn tức là như thế thì sẽ lại gây ra tổn thương gan tóm lại có rất là nhiều các cái nguyên nhân gây tổn thương gan thế thì khi mà gan này tổn thương thì chúng ta biết rằng là tất cả các chức năng như tôi vừa nói tự như là uh, chức năng tổng hợp này chức năng uh, uh, tổng hợp những cái chất cần thiết này tổng hợp các cái chất nội tiết này hoặc chất năng thái độc nó không còn nữa thì nó sẽ gây ra cái tổn thương tế bào gan